Thế giới kẹo chào đón các bạn. Chào đón bạn sao nữa. Đây. Wow. Kẹo này bạn Bi đã từng ăn nè. Kẹo này bạn Bi cũng ăn rồi nè. Tất cả bạn Bi đều ăn hết rồi hả? Rồi đi lên đây xem kẹo tiếp. Wow. Thấy cái kẹo không? Cái này bị nứt à? Đó. Cái này nữa này, bạn Bi. Miêu miêu. Miêu miêu. Đó là kẹo gì? Chơi mèo. Không phải đâu, đây là kẹo đó. Trong có viên kẹo. Chơi mèo, chỉ có một viên kẹo. Cái này kẹo Thái đó. Ơi, kẹo đó nè. Bạn Bi bên sau cầm kẹo gì? Cái kẹo mút khổng lồ. Wow. À, sao đã từng chơi đó. Mấy kẹo này kẹo the này bạn Bi ăn được không? Nhà mình vẫn còn. Siêu cầu nổ này. Kẹo Bi ăn kẹo the. Ừ? Kẹo bo bo. Cay mà. Ăn được mà, ăn ở đâu? Bê. Còn đây là nước gì? À quên cái trứng này, trứng này, trứng này, nhìn trứng này. Có đây chơi không? Trứng Kinder. Đó. Kinder này ở ngoài chợ có nhiều loại giả lắm nha các bạn. Bên này chứ. Đây là mua trong siêu thị này thì yên tâm hơn chút xíu bởi vì đã được siêu thị kiểm nghiệm. Đó. Bên này thì chúng ta có snack. 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 Hello. Chú gãy tay của bà chú gấu nha. Bánh gà. Bánh gà. Bánh gà rán hả? Vị cay đó. Ừ. Bên này là thạch này các bạn. Thạch ba chú gấu. Thạch Pororo. Thạch sữa chua. Thạch tròn, thạch vuông. Quá trời thạch luôn. Còn bên đây là sô-cô-la. Rocher. Còn bên đây là bánh. Bi mê lắm các bạn. Bi bạn sao mê lắm. Là hình chất đêm thôi. Lắp ráp giống như Lego vậy đó.